Thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải cho biết, qua thanh tra dự án đầu tư xây dựng quốc lộ 14 đoạn qua Đắk Lắk, thanh tra bộ này đã kiến nghị rút ngắn hơn 3 năm thu phí quốc lộ 14 qua Đắk Lắk so với ký kết ban đầu. Qua kiểm tra hóa đơn chứng từ, đã xác định giá trị giảm trừ so với hợp đồng BOT ký kết ban đầu là 135,5 tỷ đồng. Trong đó, riêng chi phí dự phòng tạm tính phải giảm trừ gần 89 tỷ đồng. Do đó, thanh tra Bộ Giao thông Vận tải đã kiến nghị thời gian thu phí hoàn vốn của dự án sẽ được rút xuống là 16 năm 9 tháng, tức giảm 3 năm 2 tháng so với phương án tài chính được phê duyệt ban đầu. Việc rà soát quyết toán tổng mức đầu tư là việc làm hoàn toàn bình thường, được thực hiện sau 6 tháng kể từ khi dự án hoàn thành, từ đó sẽ tính ra được thời gian thu phí hoàn vốn chính thức. Bên cạnh đó, thanh tra Bộ cũng yêu cầu nhà thầu và Ban Quản lý Dự án Hồ Chí Minh rà soát khắc phục những sai sót trong vấn đề góp vốn của 3 nhà đầu tư trong công ty cổ phần BOT Quang Đức khi thực hiện chuyển nhượng cổ phần mà không thông báo với Bộ Giao thông Vận tải.